chị Kỳ Giang cũng Giang hay mập quá không mà tròn tròn nhìn nó phúc pháp, nó sang sang đang ở tiệm trái cây Xe Đúc Kiêu ra đoàn mua trái cây. Đây còi còn bon sầu riêng cam bót dưa chuối bưởi đầy đủ. Ok, tôi đang có mặt tại Sinuk Viên miền Nam Campuchia, tỉnh Thái Lan, trái cây miền nhiệt đới.